Đúng. Có rất nhiều các cô con các bà đã tiến xuống để xây dựng nhà thờ, và cái lần này đến cái hôm nay và cái ngày kia của cô ấy thì là như thế là quân cũng là con nuôi của cô Phạm Văn Bánh chúng ta ngoài kia cũng ông ấy cũng có tiến xuống một lớp như thế là gần tặng cái hết gọi những chi phí thì hết bao nhiêu con sẽ tiến xuống tiền hết thì cũng sẽ tiếp hết là xin lời cảm ơn cho con quân. Và cũng xin nhà thờ các cụ tiên tổ là cũng phù hộ cho gia đình cho Quân đúng không ạ? Và chúng ta cũng xin một tràng pháo tay và xin cảm ơn tất cả các quý vị con cháu hôm nay đã về đây này, dù chỉ một nén nhang nhỏ thôi ạ, mà đã về đây rồi cũng là cái điều chúng tôi rất quý, cũng xin một lần xin chân thành cảm ơn cho một tràng pháo tay thật to nữa. Vâng, và sau đây là xin mời cái phần có nghĩa là thầy giáo Hà sẽ là phụ trách cái khen thưởng cho các cháu trong các cái đặc biệt năm học vừa rồi, thì xin mời thầy Hà lên làm việc ạ. Anh cho nó trong cái này để cho anh ấy đọc thử xem. Đây có một tiền đấy. Vâng, anh chị Tâm. Là bên chị Tâm. Không có tài chính. Vâng, thưa các cô là các bạn xin mời các cô và các bạn ra mời chúng mình cùng thể và nhân dân chúng ta. Nhiều bệnh yêu tinh anh ạ. Năm nay là năm thứ 10 chúng ta tổ chức cái phát triển cho con em nhỏ họ như thế nào trong học tập. Đó là sự cố gắng của đại tộc. Vâng, thế nào xin chân thành cảm ơn các gia đình và các cá nhân đã ủng hộ cho quý thiết học của dòng họ để cho dòng họ ta phát được nhiều thưởng cho các cháu. Hôm nay chúng ta trao học thưởng cho các con em đã có thành tích làm được trong năm học 2022-2023 từ học sinh tiên tiến cấp trường rồi đến học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Như vậy theo thống kê của ban thân học chúng tôi, năm nay chúng ta có 35 cháu sẽ được nhận giải. Trong đó có 6 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, 2 cháu đạt học sinh giỏi cấp quốc gia và 2 cháu đi vào đại học. Ngoài ra thì có 1 cháu là như vậy là đỗ bằng tiến sĩ, đó là cháu con nhà anh Phạm Đức Văn, cháu Hữu Trung. Như vậy nếu theo thống kê của chúng tôi thì dòng họ mình đến nay mới có 2 tiến sĩ. Đây cũng là một cái tin mừng cho thầy họ của ta là có những cháu là thành đạt trong những cái việc học tập này chúng ta. Thay mặt cho đại các tộc để trao phần thưởng cho các cháu đã những thành tích trong năm học 2022-2023, tôi xin trước hết tôi xin thông qua cái danh sách của các cháu là các cháu mình. Cháu Phạm Thị Mai Hoa, con anh Tuệ Hồng được giải nhì tốt nghiệp. Cháu Phạm Thị Mai, những con anh Tuệ là như vậy là học sinh tiên tiến. Cháu Nguyễn Thị Mai Huyền, con anh Như Thắng là học sinh xuất sắc. Nguyễn Hoàng Sơn, con Như Thắng là xuất sắc. Nguyễn Hoàng Hiệp, con Bình Giang Huệ cũng là học sinh xuất sắc. Và Trần Nam Khánh, con anh Vinh đạt giải nhì cấp huyện, cấp quận. Nguyễn Minh Hiệp, con anh Hải Hiền đạt giải xuất sắc. Nguyễn Thái Ngọc, con anh Hải Hiền đạt xuất sắc. Phạm Chí Công, cháu Toàn cũng là tiên tiến. Bà Bảo Quốc, cháu Toàn là xuất sắc. Phạm Châu Anh, cháu Khanh và giải nhất tiên huyện. Phạm Đức Quân, học sinh tiên tiến. Phạm Đức Quân, cháu Khanh. Phạm Bảo Châu, cháu Khanh là xuất sắc. Phạm Đức Anh, cháu Hòa Sư là tiên tiến. Phạm Quang Minh, cháu Hòa Sư được học sinh nghe xuất sắc. Phạm Ngọc Anh, cháu Hòa Sư được giải nhì quốc gia. Nguyễn Lê Minh Hải, cháu ông Nguyễn Phá đạt giải nhất quốc gia. Nguyễn Ngọc Mai, cháu ông Phá đạt giải xuất sắc.
bằng Hà Phương Vinh và Tô Linh Dũng vào đại học, và Phúc Giang cũng bằng Dũng vào nhà đàn giải nhất huyện, bằng Bình Giang Tô Linh Cương Huệ là xuất sắc, bằng Đức Minh Tô Linh Cương Huệ là xuất sắc, Nguyễn Minh Khang Tô Linh Ấn Loan là xuất sắc, bằng Việt Anh Tô Linh Sang Lệ là xuất sắc, và Thủy Dương Tôn Đông Hải Tâm là xuất sắc, và Thủy Chi Tôn Đông Hải Tâm là xuất sắc, và Minh Quân Tôn Đông Nam Mỹ là xuất sắc, và Đức Anh Tôn Đông Nam Mỹ giải phân tích, Nguyễn Hồng Chiến Tôn Đông Minh Lan là tiên tiến, Nguyễn Hoài Cương Đấu Hồng Nhướng là tuyệt tốt, Nguyễn Hà Thanh Tân Công Hàng là xuất sắc, và Nguyễn Ánh Đấu Hồng Phạm Bậc Ái vào đại học, Phạm Thị Hồng Nhung, con Yến Minh là đã xuất sắc, Phạm Thị Hồng Ngọc, con Lợi Mai là xuất sắc, Phạm Quân Bách, con Tường Đồ đạt giải nhì trong huyện, nhưng mà tổng số là 35 cháu đạt được những thành tích cho trong năm học 2022-2023. Có những cũng còn nữa, còn các em nhưng mà vì là một số phụ huynh và quý vị là không nắm được cái việc này, cho nên là không chuyển các em về để cho tôi, cho nên là không phải vấn đề gì. Có gì các em nhắc tới, các cô cũng sẽ chuyển cái này về cho tôi để tôi sẽ chúng ta đạt được nhiều hơn, nhưng mà tôi rất cảm mừng có ba người như vậy. Kính thưa đại đội, việc khuyến học đức tài là việc làm rất cần thiết của mỗi gia đình và mỗi dòng họ và xã hội. Thế mà trong khuyến học của đại đội, tôi kêu gọi mọi nhà, mọi người cũng quan tâm tới việc khuyến học là một sản phẩm của công cán, khuyến tài động viên con cháu mình tích cực học tập, rèn luyện và để trở thành công ngoan giỏi giỏi. Mong rằng các cháu năm học này sẽ đạt được thành tích cao. Thì năm học tới chúng ta hãy phát huy thành tích của đảng, thành tích cao hơn nữa, giữ vững truyền thống của dân tộc. Các cháu trong ngày tập chưa làm được, chưa nghe được phần thưởng, nhưng mà cũng phải cố gắng để vươn lên. Năm học tới chúng ta sẽ phát triển con thế này. Một lần nữa, thay mặt cho ban chấp hành ngày tập chúc các cụ cây gốc và toàn thể dân tộc mạnh khỏe, tràn đầy sức sống và có nhiều kết quả trong lĩnh vực công tác. Xin chờ hẹn và gặp lại ở lễ phát triển năm sau. Sau đây tôi xin chân thành kính mời ông Phạm Hồng Thái thay mặt đại dân tộc để lên trao phần thưởng này cho các cháu. Chắc là các cháu cũng không ai được cái gì bằng học và bây giờ và nếu thế nào về đây được thì một cái cháu nên lên được, còn nếu như mà không có thì là bởi bố mẹ, mà bố mẹ không có mà được thì bởi ông bà nên thưởng cho các cháu. Đây cũng là một niềm vinh dự chung của các ông các bà và của bố mẹ các cháu. Xin chân thành kính mời. Phạm Thị Mai Hoa và Phạm Thị Trang có liên quan không? Các mà nói đứng ạ. Cháu Nguyễn Thị Mai Hiền, Nguyễn Hoàng Sơn. Con Thắng, mày và Thắng ạ. Mời bà Trinh nhận cho cháu ạ. Cái này cháu toàn mời anh Khánh đâu ạ? Mời ông Khánh ạ. Mời bà sư ạ, nhà cho các cháu ạ. Cháu được anh cháu của con mình. Cháu ngọt anh.